Rồi, mình chào bạn nha, chào mừng bạn đến kênh Điện tử Nam Duyên, kênh chuyên chia sẻ anh kinh nghiệm về sửa chữa điện tử, điện dụng cũng như máy lọc nước. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các đồng hồ vạn năng này, đồ kim vạn năng này. Các bạn có thể là tự kiểm tra những cái thiết bị điện ở trong gia đình mình nhé. Đấy, thì cái này thì cái đồng hồ này thì mình cũng đã gửi cho một số bác. Đấy, thì cái này thì nếu mà các bác nào là thợ thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, tuy nhiên là sẽ có rất nhiều người mua cái đồng hồ này về mà chưa biết cách sử dụng, để nếu mà không biết sử dụng thì nó sẽ dẫn đến là hỏng hóc nhé. Đấy, thì chỗ đồng hồ, cái đồng hồ kim vạn năng này chỗ mình đang bán giá 160.000 nhé. Đấy, 160.000. Đấy, thì mình sẽ khui ra và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Thì ví dụ này là bác nào mà đam mê sửa chữa rồi là đam mê gọi là có cái hứng thú để sửa chữa những cái đồ điện trong gia đình mình ấy, thì các bác có thể là tự mua đồng hồ này về, nó rất là hữu ích. Đấy, thì cái đồng hồ vạn năng này thì đối với anh em thợ thì nó như kiểu là cái vật bất ly thân rồi. Đấy, người ta ví là cái đồng hồ này nó như kiểu là cái người mù, cây gậy của người mù đấy. Đấy, thì không có đồng hồ này thì coi như cái người mù đi đường không có gậy, rất là khó đi nhá. Đấy, tù mù luôn đấy các bạn. Đấy, thì cái này thì khi mà mua về ấy, thì các bạn phải lắp pin vào mới sử dụng được nhá, bởi vì nó không kèm pin. Đấy, nó không kèm pin các bạn nhé. Thì các bạn vặn cái này ra, vặn cái ốc đằng sau này này. Đấy, thì các bạn lắp. Ở đây nó có pin 5V và pin 9V này. Đấy, các bạn lắp pin 5V vào đây. Còn pin 9V thì ví dụ như là đo những cái thang mà nhân 10K này này thì mới cần. Còn các bạn cứ đo điện bình thường thì các bạn chỉ cần lắp pin 5V là được nhá. Đấy, sau đó các bạn đóng vào và vặn vào là được. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu mua cái này thì các bạn cứ alo, gọi điện trực tiếp cho mình hoặc nhắn tin alo thì mình sẽ gửi cho bạn nhé. Chỗ mình có rất là nhiều. Đấy. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ dùng luôn trên cái đồng hồ mình đã lắp sẵn rồi. Đấy, mình cũng dùng loại này thôi. Đây, dùng lâu ngày nó cũ rồi. Đấy, thì cái đồng hồ vạn năng là nó có bốn cái chức năng chính các bạn nhé. Đấy, chức năng thứ nhất là đo AC này, do dòng điện làm xoay chiều này. Đấy, cái chức năng thứ hai là đo điện trở, gọi đo thông mạch đấy. Chức năng thứ ba là đo điện DC, điện một chiều. Và chức năng thứ tư là đo cái dòng. Thì cái đo dòng này thì ít người sử dụng, thì chúng ta chỉ nếu mà sử dụng để phục vụ cho sửa chữa máy lọc nước các thứ linh tinh thì các bạn chỉ đo đồng dòng DC này, dòng AC và đo điện trở thôi. Thì đầu tiên thì các bạn phải lưu ý là cái vặn nút vặn này này thì nó có chiều vặn này các bạn. Thì các bạn phải vặn đến đơn vị nào thì đo, thì chúng ta vặn đúng đơn vị đấy. Và cái lưu ý thứ hai là cái giá trị mà chúng ta, ví dụ như là giá trị mà chúng ta đo ấy, thì nó phải thấp hơn cái giá trị ở trên đồng hồ. Đấy. Ví dụ như các bạn đo điện 220V thì các bạn phải vặn cái đồng hồ cái nó ở mức là 250V. Đấy, thì giá trị ở trên đồng hồ này nó phải cao hơn cái giá trị mình cần đo. Còn nếu mà các bạn đo 220V mà các bạn vặn 50V thì khi mà cắm vào thì nó sẽ cháy đồng hồ luôn các bạn nhé. Thì bên này cũng vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hướng dẫn kiểm tra các bạn là cách cách các bạn kiểm tra từng bộ phận của máy lọc nước. Đấy, đầu tiên ở đây máy lọc nước thì nó cũng có mấy cái thiết bị điện chủ yếu rồi. Đấy, có bốn cái thiết bị. Thứ nhất là alater, thứ hai là van từ, thứ ba là van áp thấp, thứ tư là van áp cao. Đấy, thì để kiểm tra cái bốn cái thiết bị này thì các bạn sử dụng thang nhân 1 nhé, đo điện trở nhân 1. Đó. Đấy, các bạn về thang X1 này. Đấy. Thì khi mà đo van từ này, các bạn
cắm vào hai cái đầu van từ, nếu mà thấy kim nó lên ấy, thì van từ còn sống này các bạn thấy chưa? Này. Đấy. Bạn thấy kim lên này. Đấy thì nó rơi vào khoảng tầm 100 ohm. Đấy, bởi vì đây là X1 đó nghĩa là gì? Những cái thang ví dụ nó hiện ở trên 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 dòng đầu tiên này này thì nó là bằng đáy ohm, đồng hồ lên đến đâu thì bằng nó sẽ là bằng đáy ohm các bạn nhé. Đấy. Để chính xác hơn thì các bạn chập kim đồng hồ này. Chập này, các bạn vặn chỉnh cho nó đúng vào số 0 này các bạn nhé. Đó, đây này. Khi mà đo điện trở ấy. Đấy. Thì các bạn chập vào đây. Đấy, 100 ohm các bạn. Thì khi mà đo mà đồng hồ kim lên này thì cái van từ này vẫn còn tốt nhá. Đấy, tiếp theo là đến van áp cao. Thì van áp cao này van gọi là van thường đóng. Khi mà áp suất tăng thì nó sẽ đẩy áp suất này nó đẩy cái công tắc trong này, thì cái này nó mở thì điện sẽ máy lọc nước sẽ bị ngắt. Thì thường đóng thì các bạn chỉ cần chập vào hai cái cắm dây này này. Nếu mà kim nó lên về không lên tận đây này thì cái này còn sống các bạn nhé. Đấy. Để mình chập này các bạn. Đấy. Nó về không nó còn sống này. Đó. Đấy, đơn giản hết rồi. Cái thứ ba đó là van áp thấp. Thì van áp thấp này là van thường mở, có nghĩa là khi mà áp suất nó tác động vào nước, nó tác động vào đây này thì nó mới đóng cái công tắc trong này. Thì nó cái trong này cái công tắc này mới đóng nhá. Thì nếu mà để thử thì các bạn phải dùng một cái tô vít hay gì đấy. Các bạn chọc vào cái lỗ này này và thấy kim nó lên về không thì cái van này còn sống. Đấy thì ở đây mình sẽ kiếm cái gì đấy cho mình chọc vào đây để các bạn theo dõi luôn. Đấy mình dùng cái tô vít để mình chọc vào đây các bạn nhé. Đấy, đầu tiên thì các bạn dùng hai que kim đồng hồ các bạn cho vào cái hai cái chỗ cắm rắc này các bạn. Đó. Bạn tỉ vào đây nhá. Đấy này thì bác nào mà có cái đồng hồ này rất là tiện nhá. Các bạn có thể tự sửa chữa ở nhà mình được. Đấy, ok luôn. Đấy, đối với những cái đồ mà chúng ta kiểm tra máy lọc nước này thì nó rất là rẻ thôi. Các bạn chỉ cần có một cái đồng hồ này với một cái đồng hồ đo áp suất và một cái bút thử nước đó bạn có thể làm thợ được rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, mình ấn này. Đấy, ấn thế này. Mà kim nó về không đây, coi như cái van này nó còn tốt nhá. Còn khi mà các bạn ấn cái này này mà kim nó không lên nhỉ? Hoặc nó lên lưng chừng nhỉ? Thì cái van này nó sẽ bị mo ve. Đấy, thì các bạn phải thay thế nhá. Còn bình thường mà khi mà chưa các bạn chưa chọc vào đây này mà đo nó đã lên rồi thì cái này đã bị liệt. Thì bạn phải thay thế. Đấy, đây là cách đo van từ van áp cao. Và mình sẽ chỉ các bạn cách đo với van ở cái nguồn adapter này. Xem nó còn sống hay là nó đã đứt thì các bạn cũng để ở thang này. Đấy, thang nhân 1 này nhá. Đấy. Thì các bạn chập vào hai cái đầu đầu cắm vào nguồn 24V vào điện lưới này, 220V này. Thì cái đỏ đen này là ra 24V. Đấy, thì các bạn chập vào hai đầu này. Đấy, các bạn thấy là nó lên khoảng tầm 200 ohm nhá. Đó, đây. Nó nhích lên này này. 200 ohm. Thì cái adapter này, cái cuộn sơ cấp nó vẫn còn sống. Đấy. Thì khi mà đi sửa mà các bạn thấy là bảo là cái máy mà cắm điện nó không chạy hoặc là cắm điện nó không vào hoặc là máy không chạy thì các bạn phải đo cái dây nguồn này vào trước này. Thì có rất nhiều trường hợp là khi mà chuột nó chui vào các bạn thì nó cắn này, nó cắn đứt cái dây này này, thì các bạn đo này mà đo thế này mà không thấy lên các bạn sẽ lần vào. Và nếu mà cái dây này nó không sao thì cái cuộn này nó đã bị đứt. Đấy thì rất nhiều cái máy là nó chỉ chết cái cầu diode ở đường 24V này ra thôi. Tuy nhiên là cái cuộn này này, cái cuộn sơ cấp này nó vẫn còn thì mình có thể là khắc phục cho khách được. Đấy, mình tháo ra mình thay cầu diode với thay tụ ở đây thì cái nguồn 24V ra nó lại đủ bình thường thì mình sẽ giảm chi phí cho khách nhá, mình đỡ phải thay cái cục này các bạn nhá. Đấy. Đấy là cách kiểm tra bằng cái thang X1. Đấy, thì khi mà các bạn vặn lên nhân X nhân 10 này này. X nhân 10 thì có nghĩa là cái đồng khi mà cái đồng hồ nó chỉ ở
cái chỉ số nào thì các bạn nhân 10. Đấy, ví dụ như là khi mà cái đồng kim này này nó lên đến số 5 này ạ, thì các bạn lấy 5 nhân 10 thì nó là 50 ohm. Đấy, thế thôi, đơn giản thôi. Rồi là nếu mà nó lên đến số 10 này thì các bạn nhân 10 nó thành 100. Đấy. Còn khi mà nhân x nhân 100 này thì các bạn cũng có cũng nhân với 100. Đấy. Ví dụ nó lên đến 5 thì cái này nhân 10 nó thành 500 ohm, thế thôi. Đấy, cái này cũng vậy. Đó. Đấy là sử dụng cái thang đo ohm. Sang thang thứ hai đó là sang đo DC. Đấy, DC các bạn. DC đây có nghĩa là điện 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 xoay chiều nhá. Đấy thì ví dụ như các bạn đo điện lưới nhà mình thì các bạn phải để thang 250V. Đấy thì mình vặn lên và mình cắm vào ổ phích thôi, ổ điện thôi. Đấy nhá. Đấy. Đây mình cắm vào nha các bạn nhá. Đấy các bạn này thấy chưa? Điện lên 230V này. Đấy. Và mình có thể là vặn lên 1000 cũng được, bởi vì là cái chỉ số trên đồng hồ nó cao, cái chỉ số mà chúng ta cần đo thì nó rất là ok thôi, không sợ. Đấy, 1000 thì các bạn thấy nào, đây. Đấy, nó lên 200 này. Đấy, khi 1000 thì các bạn thấy đây nó trên này nó là 10 nha các bạn. Đây, số 10 này. Thì các bạn đếm cái dòng trên này nó, đây là 1, 2, 3, 4, 5. Thì cứ ví dụ như là 2 thì nó sẽ tương ứng với là 200 ohm. Đấy, đây. 200 ohm, 300 ohm, 400 ohm. Và trên này là 1000 này. Đó. Và một cái điều lưu ý nữa. Các bạn mình phải lưu ý đi, lưu ý lại nhé. Nhiều bạn là hồng đồng hồ hỏng như vậy. Ví dụ như là các bạn đo ở thang 50 này, các bạn đo điện 220V đồng hồ chết luôn nhé các bạn nhé, hỏng luôn. Đấy, đấy là cái thang đo dòng xoay chiều, đó là AC. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cái đo điện một chiều. Thì cái này ứng dụng rất là nhiều, như máy lọc nước. Thì các bạn đo cái nguồn ra nhé. Thì nguồn của mình là nguồn 24V thì các bạn để ở thang 50. Đấy, sau đó các bạn cắm điện vào. Đây. Đấy, mình cắm vào mình đo cái âm dương ra. Thì cái này nhá các bạn nhá. Các bạn đo đúng cái chiều nhá, que đỏ vào vào dương, que đen vào âm. Còn không thì kim đồng hồ nó sẽ chạy, nó sẽ quay ngược nhá. Đấy. Đây. Đấy bạn thấy chưa? Đấy, nó lên đến 35V. Thì vì là chưa có tải nên là nó phải là 35V thì nó mới đúng nha các bạn nhé. Còn khi mà các bạn cắm vào này mà chưa có tải mà nó chỉ khoảng 20V thôi thì cái adapter này đã bị nổ tụ nguồn nhé. Đó. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy thì một cái điều lưu ý nữa. Mình cũng là thợ nhưng mà rất là nhiều lần mình đã bị hỏng đồng hồ. Có nghĩa là cái chiều này này các bạn. Cái chiều này nhiều lúc mình không để ý này. Ví dụ như là các bạn đang đo đấy, ví dụ đang đo điện trở này này thì mình chuyển sang đo cái điện DC này, nhưng mà khi mà nhìn như vậy thì mình cứ nhầm tưởng là cái chiều này nó là cái chiều này, cho nên là các bạn dí vào cái điện 220V. Ngày xưa sửa tivi rất nhiều lần là sẽ bị hỏng cái đồng hồ này, và khi cắm vào nó nổ đẹt cái là hỏng luôn đồng hồ nhá. Đấy, cho nên bạn lưu ý là đấy, như cái này mình là mình phải đánh dấu này các bạn. Lấy cái bút phủ các bạn đánh dấu vào trắng trắng như thế này này. Chứ mua về mới, chứ ví dụ như cái này này, nhiều lúc là hoa mắt là mình cứ nhầm là cái chiều này nó là chiều này, nên là bởi khi các bạn cắm vào thì các bạn sẽ hỏng đồng hồ luôn. Đấy. Đây này. Nhất là cái chiều cái thang này các bạn này, rất hay nhầm nhá. Đây này. Đấy, cứ nhầm đầu này với đầu này là hỏng. Đấy. Thì bạn nào mà muốn sửa chữa điện tử, muốn sửa chữa máy lọc nước ấy, thì các bạn sắm cho mình ba cái thứ này này. Đấy, đồng hồ áp suất này, bút thử nước TDS này, thì các bạn có thể làm thợ được nhá. Ngoài ra các bạn có thể sắm một số cái dụng cụ khác nữa. Đấy. Những đồ thay thế nữa, nhưng mà cái này là cơ bản này, ba thứ này. Đấy thì bạn nào có nhu cầu bạn alo cho mình cái số điện thoại mình để phần tiêu đề video các bạn alo cho mình ship cho nha bạn nha. Rồi, video mình đến đây kết thúc. Hy vọng là các bạn có thể là tự qua video này các bạn tự
làm được hoặc là sử dụng cái đồng hồ mình một cách nó an toàn hiệu quả nhất. Rồi, chúc các bạn thành công nha.